chào các bạn, mình là Hiền ở công ty trách nhiệm hữu hạn Xôi Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái dòng sản phẩm khá là phổ biến của băng dính 3M, đó là dòng băng dính cường lực. Như các bạn cũng nhìn thấy ở đây, mình đã chuẩn bị 3 cái mẫu. Thứ nhất là băng dính 4932, nó có một mẫu gần giống như thế này, là 4945, nó dày hơn. Mẫu thứ hai mình chuẩn bị băng dính màu đỏ, các bạn nhìn thấy ở đây là băng dính 4905 hoặc 4910. Thì băng dính này mình cũng giới thiệu luôn, đấy là băng dính này nó sẽ ứng dụng cho những cái vật liệu mà nó khách hàng nó yêu cầu là dán trên kính hoặc mica, tại vì màng keo của nó là trong suốt, gần như là các bạn sẽ không nhìn thấy cái lớp băng dính ở trên cái bề mặt kính hoặc mica, để đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho vật liệu. Và băng dính thứ ba các bạn nhìn thấy ở đây là 4941, có màu sắc là màu xám. Tất cả băng dính 3M thì nó đều có chữ 3M ở đây và ký hiệu là VHB. Đó, ký hiệu của dòng băng dính cường lực 3M VHB. Thì tại sao nó lại được gọi là băng dính cường lực? Tại vì băng dính cường lực nó sẽ dán được trên tất cả, gần như là tất cả các bề mặt vật liệu mà hiện nay chúng ta có. Chẳng hạn như kim loại thì có nhôm, có sắt, đồng hoặc là inox. Các cái bề mặt có dính, chẳng hạn như là kể cả cái cốc thủy tinh, bề mặt kính, mica hoặc là bề mặt gỗ. Thì băng dính cường lực nó sẽ dán được các cái vật liệu, các cái vật rất là nặng ở trên các cái bề mặt mà mình vừa mới liệt kê ra ở lúc trước. Tức là khi mà bạn cần dán những cái vật nặng thì thay vì bạn sử dụng là đinh tán, ốc vít hay là các cái mối hàn, thì chúng ta có một cái lựa chọn khá là nhanh chóng dễ dàng, đấy là sử dụng bằng băng dính cường lực. Nếu như bạn sử dụng bằng đinh tán, mối hàn, ốc vít thì nó sẽ rất là mất thời gian và cái thao tác thi công cũng rất là khó, gần như là cái việc đó thì dành cho đàn ông. Nhưng mà nếu như mà mình là phụ nữ mà mình cũng muốn làm những cái thao tác đó thì bây giờ mình có thể một cái lựa chọn, đấy là bạn sử dụng lựa chọn là băng dính 3M, dán được vật nặng, dán chắc, dán được nhiều vật liệu mà thao tác rất là đơn giản dễ dàng, chỉ với việc là bạn bóc cái lớp màng chống dính của nó ra và dán trực tiếp lên bề mặt vật liệu cũng như là cái vật bạn cần dán. Thì hôm nay ở đây mình sẽ làm cho các bạn một cái test nho nhỏ là các cái vật liệu nào mà băng dính 3M có thể dán được. Thì tất nhiên là mình không thể chuẩn bị được hết tất cả các cái mẫu, các cái loại vật liệu. Thì mình có chuẩn bị ở đây một số cái mẫu vật, chẳng hạn như là bật lửa chất liệu nhựa này, các cái hộp màu này, hộp này, cũng chất liệu nhựa. Nhựa nhưng mà nhựa này nó gần như là nó được tráng phủ một cái lớp gần như là chống dính rồi. Đó. Và cái vật mình dán lên thì gồm có thủy tinh, gỗ và kính. Ngay bây giờ thì mình sẽ làm một cái test nho nhỏ để so sánh giữa cái độ bám dính cũng như là những cái sự ưu việt của băng dính 3M so với băng dính thông thường. Thì băng dính thông thường ở đây mình có chuẩn bị một cái mẫu là mẫu băng dính xốp. Băng dính xốp khá là phổ biến, các bạn có thể mua ở bất cứ chỗ nào. Đó, ra các cái cửa hàng thì các bạn có thể mua được, thì mình đã chuẩn bị băng dính xốp ở đây. Như các bạn cũng thấy là cái khổ của băng dính xốp là mình lấy cái khổ rộng hơn so với cả băng dính của 3M. Đấy, các bạn nhìn thấy này, khổ của nó dày hơn hẳn, rộng hơn hẳn so với băng dính của 3M. Đặc biệt là so với 4941, 4941 nó có cái bề dày, bề rộng của nó chắc là chỉ bằng 1/3 thôi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Nhưng mà mình vẫn sử dụng để test. Tại vì sao? Tại vì băng dính 3M cái độ bám dính của nó khá là tốt. Thì ở đây mình sẽ dán các cái mẫu vật lên các cái bề mặt mà mình đã chuẩn bị. Thì đầu tiên mình sẽ dán lên bề mặt là thủy tinh này. Đây, cái cốc thủy tinh của mình như này. Mình sẽ dán mẫu vật là bật lửa. Những cái vật này là khá là thông dụng ở trong gia đình, thì mình dán để cho các bạn nhìn thấy là cái khả năng bám dính trên bề mặt vật liệu thôi. À, trước đó thì các bạn nên chuẩn bị cái bề mặt dán nó sạch nhé. Thì mình sẽ sử dụng là cái khăn lau 3M này. Nó có tên là Scott Bright này, Microfiber 3M này, để mình lau đi cái bề mặt của cốc. Tại vì khi mà các bạn dán bằng băng dính thì cần đảm bảo cho cái bề mặt nó không bị bám bụi bẩn. Bám bụi bẩn thì nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái chất lượng keo khi mà mình dán thôi. Dùng cái sản phẩm khăn lau này thì nó hoàn toàn không làm xước bề mặt, và khi mà lau thì nó cũng không để lại cái vệt nước ở trên bề mặt. Đó.
Thì mình sẽ dán ở đây nhá. Mình sẽ dán đầu tiên. Đây là mẫu băng dính xốp này. Mình cắt ở đây ra trước để test cho nó nhanh. Đó. Thì mình dán lên nhá. Dán lên cốc này. Nhựa dán lên thủy tinh nhá. Mẫu thứ hai là mình cắt ở cái đây. Cái băng dính 3M4945. Thì các bạn cũng như thấy là cái băng dính này nó màng, nó trong suốt. Các bạn cũng khó là nhìn được đúng không? Khi mà mình quay như này. Thì bây giờ mình sẽ lột nó, lột băng dính ra nhé. Lột cái mẫu vật này ra để dán lên. Đây, khi mà mình dán nhé. Mình dán tiếp lên cái cốc thủy tinh này. Để lát nữa mình sẽ xem kết quả, xem cái khả năng bám dính của hai cái mẫu vật này như thế nào nhé. Đó. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy không? Mẫu thứ nhất là mình dán bằng băng dính xốp. Mẫu thứ nhất là băng dính xốp. Thì nó sẽ để lại, các bạn có thể nhìn ngay thấy cái băng dính mà các bạn sử dụng. Trong khi đó nếu bạn sử dụng bằng băng dính 3M4945, đây các bạn nhìn thấy cái sự khác biệt, cái ưu việt của nó chưa? Nó sẽ không để lại, không, nếu như bạn quan sát bằng mắt thông thường thì gần như là bạn sẽ không nhìn thấy cái băng dính mà mình dính. Thì những cái băng, cái trường hợp mà khách hàng nó yêu cầu là bạn dán lên mica trong suốt, lên kính, lên thủy tinh, thì băng dính 4945 và băng dính 4905 và băng dính 4910 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn trong trường hợp này nhé. Đây mình cũng để cho các bạn nhìn thấy luôn này. Và chúng ta sẽ đợi một thời gian ngắn để cho cái màng keo nó có độ bám dính nó ổn định một chút. Thì trong khi đợi thì chúng ta sẽ dán tiếp một cái mẫu. Đây là các cái hộp màu mình đã chuẩn bị trước. Thì mình có dán lên đây. Mình sẽ dán cái đầu tiên là băng dính xốp nhé. Mình có chuẩn bị băng dính xốp, mình dán lên hộp này. Sau đó mình dán lên trên cái băng dính xốp mình đã chuẩn bị ở đây. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy. Mình dán và mình sẽ đợi thời gian giống như nhau nhé. Dòng thứ hai là mình dán bằng 4905 này. Đây khi các bạn dán lên gỗ các bạn cũng nhìn thấy này, nó khá là trong. 4905 mình cũng sẽ lấy cái hộp băng dính 4905 mình đã dán trước lên đây một chút rồi. Đấy các bạn nhìn thấy không? Cái màng băng dính của nó rất là trong, gần như là chúng ta khó nhìn được khi mà mình quay như thế này. Nhưng mà ở phía dưới đây này, đây này, màng keo nhé. Mình sẽ dán này. Đó, mình cũng để đây, đợi một chút. Tiếp theo là mình sẽ dán cái băng dính 4932 của 3M lên trên cái bề mặt là gỗ và mình dán nhựa và gỗ nhé. Đấy, 4932 này. Và mẫu cuối cùng mình đã chuẩn bị ở đây. Các bạn nhìn thấy màng keo màu xám là 4941 của 3M. Mình sẽ lột cái băng dính này ra. Đó, và mình sau đó mình sẽ dán vào. 4941 nó khá là nhỏ. Mình cắt cái bản khá là nhỏ. Đây. Đó. Và cũng tương tự như cái các cái thứ tự mà mình dán. Đầu tiên là băng dính xốp này, băng dính 4905 này, 4932 này, 4941 này. Thì mình cũng dán ở đây các cái mẫu vật. Đây. Bạn nhìn thấy ở đây là mẫu vật ống nhựa PVC của Tiền Phong. Thì mình đã dán lên gỗ. Đó, ống nhựa. Đầu tiên là băng dính xốp này, 4905 này, 4932 này và 4941. Ngoài ra thì ở đây mình cũng đã dán trước để tiết kiệm cái thời gian mà mình test. Thì là ở đây mình dán là ống nhựa này lên trên cái bề mặt là kính. Đó, bề mặt kính này. Ống nhựa 4905 lên bằng băng dính 4941 này, 4932 này và 4905. Đây. Quay mặt sau thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Có sự khác nhau về cái màng keo ở trên. Đây là băng dính xốp này, băng dính 4941 này, 4932 này và đây là 4905. Thì mình đã test, mình đã để nó một thời gian rồi. Thì bây giờ ngay bây giờ mình sẽ bóc cái sản phẩm này ra trước, tại vì là mình đã dán trước. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bóc đầu tiên. Đấy là từ 49 từ băng dính thông thường nhá, thì để các bạn thấy này, mình sẽ tác động một lực này. Đó, mình vừa đẩy nhẹ này. Cái miếng ống gen của mình đã bị bong rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là băng dính xốp.
Còn đây là băng dính 4941 nhé. Cái bảng của nó các bạn sau khi mình lột ra các bạn sẽ thấy cái bảng của nó rất là nhỏ. Nhỏ bằng 1 phần 3 so với băng dính của băng dính xốp thông thường thôi. Đây mình sẽ dùng lực này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Các bạn phải giữ và dùng chân đẩy thì nó mới ra được. Tiếp nữa, đây là mình dán bằng 4932 nhé. Mình sẽ kéo này. Rất là khó luôn. Đó. Mình phải dùng một cái lực rất là lớn thì nó mới lột được cái ống gen này của mình ra. Và mình lột cái 4905 này ra nhé. Cũng tương tự này. Rất là mất công sức luôn. Và băng dính nó bị... Đây, các bạn nhìn thấy này. Khi mà lột ra hoàn toàn không để lại một chút keo gì ở trên bề mặt kính của mình nhé. Và kể cả là khi mà bạn lột ở trên cái ống này, các bạn lột này. Đó, dùng tay đẩy nhẹ là nó đã ra rồi. Dán thì rất chắc, nhưng mà khi bạn yêu cầu là muốn lột bỏ đi thì nó cũng hoàn toàn không để lại keo gì cả. Và mình sẽ lột thử cả cái băng dính 4932 này ra xem nó có để lại keo không nhé. Đây, khi mà bạn lột này. À mình khi mà bạn lột thì các bạn cũng có thể thấy này, cái độ đàn hồi của keo rất là tốt. Các bạn nhìn thấy không? Nó có thể kéo dài, kéo giãn ra thêm được đến khoảng 30% nữa. Đó. Độ đàn hồi của băng keo 3M rất tốt. Mình sẽ dán lại ở đây. 4941 cũng thế này. Các bạn lột này. Màng keo đàn hồi rất tốt, kéo dài, kéo giãn. Đây mình các bạn có thể thấy này. Đó. Thì mình dán lại này. Khi mà bạn dán lại nhé, bạn có thể dán đi dán lại nhiều lần nó vẫn ăn. Đó, và độ kéo giãn của nó rất là tốt luôn. Đó, 4941. Còn đây mình sẽ lột cái băng dính xốp thông thường ra này. Bạn nhìn này, băng dính xốp thì nó không có độ đàn hồi, gần như là không có sự đàn hồi. Và chất keo của nó, đó, bản chất nó là xốp, nên là bạn có thể xé, có thể bứt được cái băng dính này ra. Đó, như thế thì về cái độ đàn hồi tốt thì đồng nghĩa với việc là trong cái quá trình bạn dán cái sản phẩm càng lâu thì là cái độ đàn hồi tốt nó sẽ dẫn tới là keo nó sẽ không bị khô. Không bị khô thì đồng nghĩa việc là bạn cái vật liệu mình dán nó sẽ có độ bám dính tốt hơn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại về cái mẫu vật đầu tiên mà mình dán. Đấy là mình dán bật lửa ở trên cốc thủy tinh, bật lửa nhựa trên cốc thủy tinh. Thì bây giờ mình cũng lột cái bật lửa ra nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, mình sẽ dùng tay đẩy. Đây, các bạn nhìn thấy này, tay đẩy này, đẩy nhẹ nhé. Mình chỉ cần đẩy nhẹ thôi nó cũng ra rồi. Đó, còn thử xem băng dính 4905 như thế nào nhé. Các bạn có thấy này. Đó, mình phải dùng một cái lực rất là lớn thì cái keo nó vẫn còn bám dính rất là tốt trên cốc, bạn nhìn thấy không? Đó. Độ đàn hồi của nó này. Vô cùng là tuyệt vời luôn. Bạn nhìn thấy chưa? Nó vừa mới dán lại mà nó lại đã dính luôn rồi. Đấy. Và gần như là nếu mà mình không dùng hai tay thì mình khó có thể nào mà gỡ cái băng keo này ra được. Đây. Nó không để lại một chút gì băng keo trên cái bề mặt cốc của bạn nhé. Đó, và nếu mà mình muốn tẩy cái keo đi rất là dễ này. Đó. Kể cả mình lấy băng keo ra khỏi cái bật lửa cũng thế. Các bạn cứ mài mài cái tay như này, miết xuống cái băng keo là các bạn có thể lấy ra được. Còn mình thử lấy băng keo ra khỏi cái bật lửa mà dùng băng keo thường nhé. Này. Đó. Khi mà bạn lột ra như này. Đây, sau khi mình lột xong đây, cái bề mặt của băng keo nó đã bị rách và nó để lại một ít keo ở trên bề mặt của sản phẩm.
Đây, cái lớp băng keo vẫn còn để lại một chút đây. Thì với cái thời gian mà khi mà bạn dán càng lâu ấy thì cái băng keo xốp nó có cái đặc điểm là nó bị chết keo là nó bị khô, bị cứng lại. Thì khi mà bạn lột ra thì cái keo nó sẽ bị dán để lại cái lớp keo ở trên bề mặt sản phẩm. Và khi mà chúng ta muốn thay đổi, muốn sửa chữa thì nó sẽ mất các bạn cho các bạn một cái mất một khoảng thời gian để mình phải làm sạch lại cái bề mặt sản phẩm. Và mình bóc nốt những cái mẫu vật mình đã dính ban đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ bóc ống gen nhựa này trên cái bề mặt là gỗ nhé. Đầu tiên là băng dính xốp thông thường này, mình sẽ dùng lực mình lấy nó ra này. Các bạn thấy khá là dễ dàng đúng không? Đây là băng dính xốp mình dán đầu tiên. Thứ hai là băng dính, ở đây mình dán là 4905. Mình sẽ lột nhé. Đó, mình phải tác dụng một lực rất là lớn, mình lột nó ra. Thứ ba là 4932 này. Đó, các bạn nghe thấy tiếng chưa? Phải dùng một lực rất là mạnh, cái tiếng của nó dán ở trên cái bề mặt gỗ khi mà bị lột ra cũng rất là lớn. Và cái thứ ba này, cái thứ tư là băng dính 4941 nhá. Bản rất là nhỏ nhưng mà mình cũng phải. Đó, các bạn nghe thấy chưa? Cái tiếng mà do cái miếng gỗ nó tạo ra khi mà mình lột rất là lớn, đồng nghĩa với việc là cái độ bám dính của nó rất là cao. Mình lột cái bề mặt băng keo xốp thông thường nhé. Đó. Nó cũng để lại keo. Để lại keo trên bề mặt sản phẩm. Trong khi đó băng dính của 3M này, tất cả các cái sản phẩm thì đều không để lại một chút keo gì cả. Đó, bạn có thể lột đi mà không để lại bề mặt sản phẩm một chút keo gì cả. Trong khi đó ở đây nó sẽ có những cái vết cũ. Và bây giờ mình sẽ lột cái mẫu vật cuối cùng, đấy là cái hộp màu của mình nhé. Mình sẽ lột này. Đó, khá là dễ. Đây, băng dính 4905 nhé. Đó, các bạn nghe thấy tiếng lột, cái tiếng mà cái gỗ nó tạo ra khác nhau không? 4932 nhé. Đó, cái âm thanh của nó phát ra rất là khác. Và 4941 cũng vậy. Bạn nghe thấy chưa? Phải dùng một lực rất là mạnh thì cái tiếng của nó cũng rất là lớn rồi. Thì qua những cái ví dụ nho nhỏ như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái băng dính cường lực của 3M nó có tác dụng rất là lớn. Chịu được lực lớn này. Cái độ bám dính của nó rất là chắc, độ bám dính rất là chắc luôn. Và khi mà mình lột cái băng dính ra thì nó hoàn toàn không để lại keo trên bề mặt sản phẩm. Và với cái sản phẩm băng dính 3M này thì chúng ta có thể là thay thế cho đinh tán mối hàn, ốc vít để trang trí trong gia đình hoặc là sử dụng trong công nghiệp. Về chẳng hạn như là chế tạo ô tô hoặc là thang máy hoặc các cái sản phẩm cần trang trí nhà cửa về bên thiết kế trang trí như là kính hoặc là mica thì sản phẩm 3M nó sẽ đáp ứng được hầu hết các cái nhu cầu của khách hàng. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video test cái sản phẩm và giới thiệu băng dính 3M của mình. Xin chào.